Xin chào tất cả các bạn, đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian và cơ hội để quay trở lại đây. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh xem tarot của Naz. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem về bạn cần chú ý điều gì trong tháng năm này. Và ngày hôm nay mình sẽ hơi đặc biệt một chút xíu là mình sẽ sử dụng ba trà làm chủ đạo trong video này, ok? Ở đây mình đã có chuẩn bị ba cuốn sổ tương ứng với vị trí, các bạn có thể nhìn theo hướng tay mình nhé. Đây là tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, tĩnh tâm một chút và chọn theo cái trực giác đang mách bảo các bạn nè. Ok. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ thứ nhất, chọn vào cuốn sổ màu xanh này. Mình sẽ để các bạn ở đây. Ok. Trước khi đến với trả bài của các bạn thì mình xin nhắc một chút rằng các bạn hãy đón nhận và chọn lọc những cái thông tin ở đây tích cực và cởi mở nhất giúp mình, bởi vì ở đây là trả bài chung, sẽ có rất là nhiều cái năng lượng ở đây, cho nên là nếu các bạn cảm thấy không đúng với hoàn cảnh của mình thì các bạn có thể bỏ qua nha, ok? Và các bạn có thể chọn lại tụ hoặc là chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo của mình. Bây giờ mình sẽ xem, đầu tiên mình sẽ xem về các bạn cần phải chú ý về cái vấn đề nào trong tháng năm này của các bạn trước. Cái cung nhà nào mà các bạn cần phải chú ý trong tháng năm này đối với các bạn, chọn tụ thứ nhất với cuốn sổ màu xanh. Ok. Các bạn cần phải chú ý giúp mình về vấn đề tình cảm trong tháng năm này. Ok, mình sẽ để này. Bây giờ mình sẽ cháo bài trà và xem rằng là các bạn sẽ cần phải chú ý điều gì trong vấn đề tình yêu ở tháng năm này dành cho các bạn. Chọn tụ thứ nhất. Hôm nay mình sẽ sử dụng bài trà là chủ đạo, nhưng nếu mà có những cái thông tin nào mà mình cần phải làm rõ thì mình cũng vẫn sẽ sử dụng tarot hoặc là oracle cho các bạn. Ok. Các bạn chờ mình một chút xíu để mình xáo và sắp bài. Mình có thể kết nối năng lượng với các bạn tụ 1 xem là các bạn cần phải chú ý điều gì về mặt tình cảm ở trong tháng năm này với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 cần phải chú ý điều gì trong vấn đề tình cảm? Các bạn có broken bridge. Ok. Sẽ có một cái vấn đề gì đó xảy ra ở đây. Các bạn cần phải chú ý điều gì trong vấn đề tình cảm tháng năm này? Chủ đạo ở trong tháng năm này các bạn sẽ cảm thấy khá là thiếu thốn. Nó là cái năng lượng chung của các bạn. Nó không chỉ riêng về vấn đề tình cảm mà thậm chí có thể là về mặt tiền bạc của các bạn này, hoặc là về những cái mục tiêu nào đó mà các bạn không hoặc chưa thể đạt tới được, thì nó là cái năng lượng chủ đạo của các bạn. Mình sẽ rút lá ra rồi mình sẽ nói nha, các bạn cần phải chú ý điều gì. Các bạn tụ 1 cần phải chú ý điều gì trong vấn đề tình cảm? Ok, về vấn đề tình cảm của bạn tụ thứ nhất thì mình sẽ có một số những thông tin như sau các bạn cần phải chú ý trong tháng năm này. Trong tháng năm này, chủ đạo các bạn sẽ cảm thấy rất là thiếu thốn về vấn đề tâm sinh lý của các bạn. Có thể rằng là nó sẽ tập trung rất là nhiều về cái nội tâm bên trong của các bạn. Và các bạn cần phải chú ý hơn nữa về vấn đề sức khỏe của bạn nha.
Nó không chỉ là về vấn đề sức khỏe về thể chất mà nó còn là về sức khỏe tinh thần. Thì các bạn cần phải có những cái động thái nào đó để nâng cao và rèn luyện sức khỏe cho bản thân mình này. Bởi vì có thể là cái năng lượng và cái tâm trạng của các bạn có thể là nó sẽ bị upside down, nó sẽ bị lên xuống thất thường, thậm chí là nó sẽ kiểu strong emotion, tức là nó sẽ kiểu khá là cực đoan, mình có thể nói là như vậy, nó khá là cực đoan. Có thể là yêu thì rất là yêu hoặc là ghét thì nó rất là ghét, nó không được cân bằng. Thêm nữa rằng kể cả các bạn có đối tượng hay không thì các bạn vẫn cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Có thể là các bạn cảm thấy rằng là các bạn thiếu kết nối với đối phương của bạn nếu mà các bạn có đối tượng nào đó, hoặc là trong vấn đề nếu các bạn đang độc thân thì các bạn cảm thấy rằng mình thèm khát một tình yêu, hoặc là mình thèm khát có cái sự chăm sóc quan tâm từ những người khác. Và nếu mà các bạn có cái kế hoạch nào đó trong tháng năm này về mặt tình cảm thì có thể là nó sẽ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nhưng đây cũng là một cái bài học để giúp các bạn hiểu được rằng là các bạn cần phải chậm mà chắc. Đừng quá nóng vội hay đừng quá nhanh nhanh chóng chóng để thực hiện một cái mục tiêu, hay là để có thể tỏ tình với crush, hoặc là để có thể chiếm hữu lấy cái tình cảm hoặc thể hiện tình cảm với một ai đó. Thì cái lời khuyên cho các bạn trong tháng năm này về mặt tình cảm là các bạn hãy cân bằng cái năng lượng cảm xúc bên trong mình trước. Tập trung vào spiritual love cho mình, tập trung vào cái năng lượng của tình yêu thương với chính bản thân mình, cái năng lượng chữa lành. Bởi vì trong khoảng thời gian tháng năm này các bạn cần phải chữa lành cho bản thân rất là nhiều. Nếu có kế hoạch nào đó nó không suôn sẻ như những gì các bạn đã đề ra, hoặc nó có những cái sự mâu thuẫn, hoặc là nó có bất kỳ một cái vấn đề gì đó xảy ra, thì các bạn hãy làm cái năng lượng của các bạn nó được chậm lại, nó được tĩnh lại, nó được cân bằng hơn và kiên trì. Ok, đừng quá cực đoan với những cái điều gì mà các bạn đang làm, bởi vì mình thấy ở đây là bạn đang hy vọng về một cái mục tiêu nào đó, hoặc là đang đang ảo tưởng sức mạnh hơi nhiều. Mặc dù mình không thích nói cái câu này nhưng mà thực sự nó hiện lên trên bài cho nên mình phải nói là các bạn đang ảo tưởng sức mạnh hơi nhiều, hoặc là các bạn đang đặt quá nhiều cái sự tự tin của mình vào một cái vấn đề nào đó mà nó khác xa so với thực tế. Cho nên khi mà nó xảy ra mà nó không được như ý thì các bạn sẽ cực kỳ là bị cực đoan, và nó kiểu cái cảm xúc của các bạn nó sẽ bị đẩy lên cao trào á. Nó cực kỳ là khó chịu ở đây, cái năng lượng này nó đang rất là cực đoan, và mình không biết nói gì hơn là các bạn hãy tập trung vào cái năng lượng nội tâm của bản thân, cân bằng nó thì mọi thứ xung quanh bạn dù nó xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì các bạn vẫn sẽ có thể handle được, các bạn vẫn có thể xử lý giải quyết được trên một cái phương diện cũng rất là tích cực. Các bạn có thể tự tin với bản thân, điều đó không sao, nhưng đừng quá thái quá cái vấn đề này và đừng quá kỳ vọng vào cái outcome của bất kỳ cái gì, trong khi là cái thực tế ở đây mình thấy rằng là nó không được diễn ra, nó suôn sẻ cho lắm. Và có một cái thông tin nữa ở đây, đó là có ai đó đang 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 làm những cái vấn đề, đang làm những cái sự việc, đang làm những cái điều gì đó mà chống lại bạn ở đằng sau lưng của bạn. Đó thì cái thông điệp này thì mình nghĩ rằng là nó mang cái ý nghĩa là các bạn đang đang cố gắng kiểm soát mọi thứ, và các bạn đang cảm thấy thiếu an toàn với chính bên trong của mình, cũng như là đang cảm thấy thiếu an toàn với bất kỳ những gì mà các bạn đang có. Thành ra là mọi thứ các bạn làm, mọi thứ các bạn muốn có trong tương lai nó đều xảy ra trên cái bề mặt là các bạn cố gắng kiểm soát tất cả. Và cái điều này thì nó sẽ khiến cho cái tâm sinh lý của các bạn nó rất là bất ổn, và thậm chí kể cả cái kế hoạch của các bạn đó, nó có ổn thỏa, nó có ổn ở trên một cái phương diện nào đó thì các bạn vẫn cảm thấy rằng nó vẫn còn thiếu, nó vẫn chưa đạt được cái điều mà các bạn mong muốn. Chắc chắn sẽ có một số cái vấn đề gì đó xảy ra ở đây, và mình còn nhìn thấy rằng là một số bạn vừa xảy ra cái vấn đề chia tay, chia ly, ly dị, hay là bất kỳ một cái vấn đề gì đó mà khiến cho cái mối quan hệ mà các bạn đã hoặc là các bạn vừa có nó vừa đổ vỡ. Nhưng các bạn vẫn rất là tự tin với bản thân mình.
Mặc dù cái sự tự tin này mình thấy rằng các bạn tỏ ra là như thế thôi, còn phía bên trong của bạn thì nó có một cái phần nó rất là trống rỗng. Nói chung chủ đạo của các bạn tụ bài thứ nhất ở đây về vấn đề tình cảm đó chính là tình yêu với bản thân mình, và hãy tin tưởng vào những cái điều gì đó tốt đẹp hơn ở tương lai. Nhưng điều quan trọng hơn hết trong tháng năm này là một cái sự cân bằng trong cảm xúc lẫn tinh thần của bạn, và quan tâm hơn nữa về sức khỏe của bạn nha. Và bởi vì các bạn có là love, là tình yêu ở đây, cho nên là mình sẽ xin thông điệp nữa về bộ oracles về tình yêu cho các bạn trong tháng năm này. Các bạn sẽ có gì hoặc các bạn cần chú ý điều gì? Past life relationships. Ok. Religious factors. Ok. Các bạn tụi thứ nhất ở đây cần chú ý điều gì? Release your ex. Ok, có rất là nhiều bạn ở đây vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ, hoặc là các bạn vẫn bị ám ảnh bởi cái năng lượng của người cũ. Thì cái lời khuyên ở đây mà vũ trụ dành cho các bạn đó là release your ex. Các bạn hãy buông bỏ những cái năng lượng nào mà nó đã cũ, hoặc là một cái mối quan hệ nào đó mà nó cũ. Dù cho cái người kia có cái nguồn năng lượng mà thu hút các bạn, nhưng mà cái chủ điểm chủ đạo trong tháng năm này đó chính là tình yêu thương với bản thân mình, mà không phải với bất kỳ ai khác, không phải là chờ mong trông ngóng người cũ, hay là không phải là chờ một cái mối quan hệ nào đó tốt đẹp hơn ở tương lai, mà cái quan trọng trong tháng năm này đó chính là tình yêu thương với bản thân các bạn. Ok, spiritual love ở đây. Đó. Đó là thông điệp dành cho các bạn tụ bài thứ nhất. Và mình hy vọng rằng là mình đã đưa được cho các bạn những cái thông tin cần thiết. Nếu các bạn muốn có những cái thông tin này nó được rõ hơn rồi câu chuyện của các bạn này, các bạn có nên liên hệ với mình có để thông tin ở phía bên dưới. Và mình mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở những video tiếp theo của mình các bạn. Nếu mà những cái câu chuyện của các bạn có sự liên kết ở đây thì cho mình biết ở phía bên dưới nha. Ok. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ bài thứ hai, chọn cuốn sổ màu hồng này. Xin chào các bạn ở tụ bài số 2. Ở ngoài trời đang vừa mới một trận mưa rất là to, và nếu mà quá ồn á thì mình hy vọng là các bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng mình nha. Mình xin chào các bạn ở tụ bài số 2. Mình mong rằng các bạn có thể đón nhận những cái thông tin ở đây tích cực và cởi mở nhất giúp mình. Và nếu mà những cái thông tin nào mà các bạn cảm thấy không liên quan gì đến hoàn cảnh của bạn cả thì các bạn có thể bỏ qua, bởi vì đó có thể là những thông tin dành cho những người khác chọn cùng tụ bài này với bạn. Và mình các bạn có thể chọn lại và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bài trà để xem cho các bạn trong tháng năm này các bạn cần chú ý điều gì. Và nếu có những cái thông tin nào mà nó chưa rõ thì mình sẽ sử dụng thêm tarot hoặc là oracles. Ok, bây giờ mình sẽ xem cái cung nhà nào mà các bạn cần phải chú ý trong tháng năm này dành cho các bạn tụ bài số 2, chọn cuốn sổ màu hồng. Cái cung nhà nào? Wealth. Ok, về mặt tiền bạc tài chính hoặc là một cái sự đủ đầy nào đó. Ok, bây giờ mình sẽ xáo ba trà. Mình sẽ xem cho các bạn xem là cái điều gì các bạn cần phải chú ý với các bạn tụ bài số 2 này nha. Các bạn tụ bài số 2 cần phải chú ý điều gì trong tháng 2 này? À sorry, trong tháng 5 này. Các bạn tụ số 2 cần phải chú ý điều gì trong tháng 5 này? Wow, mình vừa mua bộ bài trà này xong và mình đang khui hết nó sử dụng cho video này. Lần đầu tiên sử dụng bài trà, mà cái phong cách sử dụng bài trà của mình cũng hơi khác so với các cái kênh khác.
Thì các bạn cụm bài số 2 cần chú ý trong vấn đề tài chính. Điều gì các bạn cụm bài số 2 cần chú ý trong vấn đề tài chính? Sự nghiệp tiền bạc. Vấn đề tài chính tiền bạc. Các bạn số 2 cần phải chú ý điều gì trong vấn đề tiền bạc tháng năm này? Các bạn có bridge. Ok, nếu mà các bạn có vấn đề gì trong mặt tiền bạc á, thì các bạn sẽ vượt qua được những cái vấn đề này, sẽ vượt qua được những cái khó khăn này. Nhưng các bạn vẫn cần phải kiên nhẫn hơn, bởi vì những cái bước tiến của bạn á, nó sẽ là những cái bước tiến kiểu nấc thang dần dần dần, chứ không phải là một cái con đường thẳng bằng phẳng để các bạn đi. Ok. Và nếu mà các bạn có nhận được những cái lời phê bình hoặc là những cái lời nhận xét nào về vấn đề tiền bạc của các bạn, có thể là các bạn kinh doanh và các bạn nhận được những cái lời xét nhận xét nào đó, hoặc là các bạn tiêu pha mà nó có vấn đề, và có những cái người nào đó là họ nhận xét các bạn ở trong cái thời điểm này, thì những cái lời nhận xét đó nó cũng là những cái lời nhắn gửi mà vũ trụ đang muốn truyền tải lại đến các bạn. Dù nó là tốt là xấu, dù nó là tiêu cực hay tích cực, thì nó vẫn mang một cái hàm ý nào đó để giúp các bạn có thể vượt qua được những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Thành ra các bạn hãy đón nhận và hãy chấp nhận những cái lời khuyên cũng như là những cái lời nhận xét đó. Các bạn đang đi đúng hướng. Nếu mà các bạn đang đầu tư kinh doanh nào gì, hoặc là các bạn đang có cái kế hoạch gì cho cái vấn đề tài chính của các bạn, thì một cái dấu hiệu ở đây đó chính là các bạn đang đi đúng hướng. Nhưng các bạn cần phải thận trọng hơn về cái sự đầu tư của bản thân. Nếu các bạn có cái kế hoạch đầu tư nào đó, thì các bạn cần phải thận trọng và làm rõ những cái thông tin mà các bạn có, bởi vì còn có rất là nhiều vấn đề nó nằm ẩn ở dưới cái bề mặt mà các bạn chưa có thể hình dung được. Ok, đó thì sắp tới các bạn sẽ có một cái event nào đó ở đây về vấn đề tiền bạc tài chính của các bạn, cái event, một cái sự kiện, một cái vấn đề nào nó xảy ra ở đây. Đây chính cái bảng các bạn tự số 2 vào. Các bạn tụ số 2 này trong tháng 5 này có rất là nhiều bạn sẽ đổi việc nhé. Có rất là nhiều bạn sẽ có công việc mới, hoặc là dự án mới, hoặc là một cái mục tiêu mới, nhưng nó là đúng hướng dành cho các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn có đầu tư chứng khoán, hay là các bạn có đầu tư vào bất kỳ cái gì mà nó gọi là mang cái tính chất may rủi, thì các bạn sẽ cần phải cẩn thận trong tháng năm này, bởi vì rất dễ là các bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Và thêm nữa, nếu mà các bạn vừa mới đầu tư cái gì ạ, thì cái lợi nhuận nó chưa đến ngay, và thậm chí các bạn sẽ còn bị lỗ mất một khoản, nhưng mà nó lại đem đến cho các bạn những cái tầm nhìn mới đó. Và nếu mà các bạn vừa mới đây, hoặc là trong quá khứ các bạn có bất kỳ cái vấn đề nào về mặt tài chính tiền bạc của mình, và những cái vấn đề nào mà nó thực sự là vấn đề, nó là kiểu problem, nó là những cái khó khăn thử thách nào đó, thì các bạn sẽ có cơ hội để vượt qua nó, nhưng phải cẩn thận, đừng quá chủ quan. Ok, và lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe những cái lời nhận xét nào đó mà các bạn có, dù nó có khó nghe đến mấy, các bạn cũng cần phải lắng nghe nhiều hơn. Rất là nhiều bạn trong cái tụ bài số 2 này, cái kiểu mà chơi chứng khoán hoặc chơi may rủi gì đó, hoặc là đầu tư cái kiểu mà được ăn cả ngã về không đó. Thì
Nhưng mà nhìn chung thì cái năng lượng của bạn rất là tích cực, và cái thông tin, cái thông điệp ở đây là dù có khó khăn nào đi chăng nữa thì sau cơn mưa trời lại sáng, rồi sau đó các bạn sẽ có một cái mục tiêu mới, hoặc là các bạn sẽ có một cái dự án mới, hoặc là các bạn sẽ có một cái tích mới, một cái kế hoạch mới. Nhưng yên tâm rằng các bạn đang đi đúng đường. Và nhà để mình xem thêm là các bạn có thêm thông tin gì nữa không về tài chính tiền bạc nha. Mà đừng quá chủ quan về những cái thông tin nào mà nó còn mù mờ với các bạn nếu các bạn chơi chứng khoán hay là chơi may rủi hoặc là đầu tư. Bởi vì rất là dễ, các bạn sẽ mất nhiều hơn được, nhưng mà cái được của các bạn ở đây là chính là cái bài học. Nó có một cái sự kiện hoặc có một cái dự án nào mà bền bền nổi của nó thì nó rất là nhiều mặt tích cực, nhưng là đó chỉ là cái bề nổi của tảng băng chìm. Thành ra là các bạn cần phải thận trọng hơn nữa. Nếu có bất kỳ cái mục tiêu nào trong trong tháng năm này á, thì các bạn cũng cần phải có một cái kế hoạch cụ thể và chi tiết thông tin, cũng như các bạn có thể là xin thêm những cái lời khuyên từ những cái người mà họ đã thành công trong cái lĩnh vực đó rồi. Tài chính tiền bạc của các bạn thuộc bài số 2 trong tháng năm này cần chú ý điều gì? Tài chính tiền bạc trong tháng 2 này của các bạn. Tháng 2 này các bạn tụ à sorry tháng 5 ý. Tháng 5 này với các bạn tụ bài số 2 có rất là nhiều bạn có cái tinh thần là có rất là nhiều bạn có cái tinh thần là vượt ra khỏi cái vòng tròn an toàn, hoặc là có một số bạn ở đây là bị đuổi việc, hoặc là các bạn sẽ kết thúc một cái công ty, cái công việc cũ. Kết thúc cái mối lo nào đó ở đây các bạn về mặt tài chính công việc, hoặc là cái dự án nào đó mà nó từ lâu nó đã không đem đến được cho các bạn những cái sự phát triển, hoặc là không đem đến cho các bạn lợi nhuận á. Thì có thể là các bạn sẽ kết thúc nó để các bạn chuyển sang một cái mục tiêu mới, chuyển sang một cái dự án mới, hoặc là vạch định cho mình một cái đường hướng mới. Nhưng mà các bạn được cái ở đây là các bạn sẽ nhận được những cái bài học, các bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên, các bạn sẽ nhận được những cái điều gì đó nó giá trị về mặt kinh nghiệm chứ không phải là về mặt tiền bạc. Ok, có thể là kinh nghiệm để sử dụng tiền bạc, kinh nghiệm để quản lý tiền bạc, kinh nghiệm để có thể đầu tư đó. Ok, thì đó là những cái thông tin mà mình có thể dành cho các bạn tụ bài số 2 nha. Và mình hy vọng là mình đã đưa được cho các bạn những cái thông tin cần thiết. Và nếu mà các bạn muốn có những thêm những cái thông tin chi tiết hơn về hoàn cảnh của các bạn thì các bạn có thể liên hệ với mình ở những cái thông tin phía bên dưới. Mình có thể ở phía bên dưới phần description box. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Và mình hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau ở những video tiếp theo của mình. Bye. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ bài số 3. Xin chào các bạn tụ bài số 3 với cuốn sổ này, lóng lánh này. Ok. Và trước khi đến với trả bài của các bạn ạ, thì mình xin nhắc một chút. Các bạn hãy đón nhận những thông tin ở đây tích cực và cởi mở giúp mình. Những cái thông tin nào mà các bạn cảm thấy không liên quan gì đến hoàn cảnh của các bạn cả, các bạn có thể bỏ qua, bởi vì đó có thể là những thông tin dành cho những người khác chọn cùng tụ bài này với bạn. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo của mình, hoặc các bạn có thể chọn lại tụ nha. Ok. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bài trà để xem về tháng năm này các bạn cần phải chú ý điều gì. Và nếu mà còn thiếu sót những cái thông tin nào hoặc mình cảm thấy rằng mình cần bổ sung thì mình sẽ sử dụng Tarot hoặc Oracle, ok? Và bây giờ mình sẽ xem rằng cái cung nhà nào mà các bạn cần phải chú ý trong tháng năm này. Cung nhà các bạn cần phải chú ý trong tháng năm này dành cho các bạn tụ bài số 3 là gì? Happiness. Về cái sự hạnh phúc, về cảm xúc của các bạn. Ok. Đúng là mình có ba tụ bài ở đây và mỗi tụ một vẻ. Mình cứ nghĩ lại, mình cứ lo là kiểu
các tụ sẽ trùng lặp nhau ấy, nhưng mà không, ở đây đúng là thông tin sẽ là mỗi tụ một vẻ. Giờ mình sẽ xem về các bạn cần phải chú ý điều gì trong tháng năm này. Các bạn tụ số 3 cần phải chú ý điều gì trong tháng năm này. Các bạn tụ số 3, các bạn cần phải chú ý điều gì về hạnh phúc của các bạn, về vấn đề cảm xúc của các bạn. Các bạn tụ bài số 3. Các bạn tụ số 3 cần phải chú ý điều gì về vấn đề cảm xúc hạnh phúc của các bạn. Bạn tụ 3 cần phải chú ý điều gì về hạnh phúc của bạn? Bread. Ok. Có vẻ như là các bạn đang lo lắng quá nhiều về cái sự đủ đầy của bản thân, hoặc là đang lo lắng quá nhiều về tiền bạc tài chính. Có thể là một số bạn ở đây đang trong quá trình đi tìm việc làm, hoặc là đang trên cái hành trình đi tìm cái hướng đi phát triển cho cái sự nghiệp của mình. Các bạn cần phải chú ý điều gì? Nếu mà các bạn đang đi tìm việc thì một cái lời khuyên ở đây đó chính là các bạn đừng hạ thấp cái giá trị của bản thân chỉ để nhận một cái công việc nào đó, hoặc là chỉ để có được một cái đồng lương nào đó. Ok, các bạn xứng đáng hơn thế rất là nhiều, nhưng ở đây mình thấy rằng các bạn đang đang có rất là nhiều những cái nỗi lo lắng. Các bạn đang có rất là nhiều nỗi lo lắng. Thêm một cái vấn đề nữa đó chính là mình thấy rất là nhiều bạn đang cố gắng bám trụ lại trong một cái công ty hoặc có trong một cái tình huống nào đó, nhưng các bạn không cảm thấy mình được tôn trọng, các bạn không cảm thấy mình được trân trọng, các bạn không cảm thấy được rằng là những cái mà mình nhận được nó xứng đáng với giá trị, xứng đáng với cái giá trị của mình, không xứng đáng với những cái tiêu chuẩn của mình đó. Và những cái điều gì mà các bạn nhận lại được đó chính là cái sự bực bội, cái sự lo lắng, cái sự mệt mỏi ở đây. Có thể một số bạn khác thì các bạn đi tìm cái hạnh phúc ở phía bên ngoài, các bạn tham gia những cái buổi tiệc tùng, các bạn hội họp bạn bè, hoặc là các bạn đi tìm những cái sự lãng mạn, những cái vấn đề về sự chăm sóc yêu thương từ một ai đó, thay vì là cái sự hạnh phúc, cái sự đủ đầy của bản thân mình. Các bạn hãy tập trung hơn nữa vào vấn đề công việc của các bạn. Nếu các bạn muốn có một công việc tốt hơn, một đồng lương tốt hơn, thì các bạn hãy tập trung vào vấn đề của bạn, hãy tập trung vào cái kiến thức của bạn, hãy tập trung vào những cái giá trị mà bạn đang có, hãy nâng cấp nó lên, hoặc là hãy trau dồi những cái kiến thức mà bạn đang có, và các bạn hãy nhìn nhận xứng đáng hơn với những cái gì mà các bạn đang sở hữu, để các bạn hiểu được rằng là các bạn xứng đáng với những cái điều gì. Ok, ở đây có một cái lá này là hãy tập trung vào cái vấn đề công việc của các bạn. Nhưng ở đây mình lại thấy rằng là bởi vì một số bạn, các bạn đã rất là chán với vấn đề công việc của các bạn rồi, hoặc là với vấn đề tài chính sự nghiệp của các bạn rồi, thành ra các bạn quay ra là các bạn tập trung vào vấn đề yêu đương, hoặc là các bạn tập trung vào những cái mối quan hệ xã hội nhiều hơn, để các bạn quên đi những cái cảm giác bực bội, lo lắng, hoặc là những cái cảm giác nào đó mà nó rất là tiêu cực về vấn đề tài chính, công việc hoặc sự nghiệp của các bạn. Thành ra lời khuyên ở đây đó chính là các bạn hãy quay trở lại, kéo lại cái sự tập trung của mình vào bản thân mình, vào những cái giá trị của mình và vào những cái điều mà mình đang làm. Ok, các bạn hãy xử lý nó, các bạn chạy trốn nó không giải quyết vấn đề gì cả. Và các bạn hãy yên tâm rằng nếu các bạn có vấn đề nào mà nó liên quan về mặt hạnh phúc của các bạn, nó liên quan về mặt cảm xúc đủ đầy, đong đầy của các bạn, thì các bạn hãy tích cực
với nó, bởi vì ở đây có rất là nhiều lá về cho mình thấy được rằng là các bạn đang đón chào vào những cái sự tích cực. Nếu các bạn biết được cái giá trị của mình và đừng đánh giá thấp cái giá trị của bản thân, và tích cực hơn nữa, tập trung hơn nữa vào công việc của bạn, thì các bạn sẽ đạt được cái outcome, sẽ đạt được cái kết quả mà nó xứng đáng với những gì mà các bạn đã nỗ lực. Và hãy quan tâm hơn nữa đến trái tim của bạn, quan tâm nữa hơn nữa đến những cái cảm xúc bên trong bạn. Nếu các bạn đang cố gắng gọi là đè nén cảm xúc của mình, đàn áp cái sự hạnh phúc của mình chỉ để có được một cái công việc nào đó mà nó không thực sự gọi là khiến cho các bạn hạnh phúc, hoặc là không thực sự đánh giá đúng được cái giá trị của bản thân á, thì hãy xem xét lại được vấn đề này. Ok, mọi sự quyết định nó ở bạn chứ nó không ở vũ trụ. Sẽ có những cái sự thử thách nào đó mà nó đến để nó giúp các bạn học cách vượt qua, học cách gọi là tìm lại cái sức mạnh phía bên trong bản thân mình, và gọi là nhìn nhận đúng hơn về những cái giá trị mà các bạn đang có. Và những cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải hoặc là sắp gặp phải tới đây trong tháng 5 này, mình thấy rằng nó sẽ là những cái thử thách quan trọng để thúc đẩy cái sự phát triển của các bạn. Cái sự phát triển này nó không chỉ là mỗi cái sự phát triển về mặt công việc, tài chính, tiền bạc vân vân, mà nó là cái sự phát triển về mặt nhận thức về hạnh phúc của các bạn và cái sự phát triển về cái sức mạnh ở bên trong của các bạn. Heart. Yes. Ở đây các bạn có rất là nhiều lá tích cực. Ở bên cạnh những cái lá mà nó nói về những cái khó khăn. Và hãy yên tâm rằng là nếu các bạn chăm chỉ, nếu các bạn tập trung đủ nhiều và các bạn có cái sự nỗ lực cho công việc của mình á, và quan trọng hơn hết là các bạn sẽ tập trung vào cái những cái tiêu chuẩn, những cái giá trị của các bạn ở thời điểm này, và nâng cao được cái standard của các bạn, nâng cao được cái học thức của các bạn, nâng cao được cái gọi là các bạn upgrade, các bạn nó nâng cấp bản thân mình lên và tập trung hơn nữa vào những cái vấn đề các bạn đang có, thì các bạn sẽ vượt qua được những cái khó khăn này thôi. Và đối với những bạn nào mà đang gọi là đang đang cố gắng giữ chân mình hoặc là giữ bản thân mình trong một cái tình huống nào đó mà nó khá bế tắc, thì có thể rằng các bạn sẽ đi tìm công việc mới, hoặc là sẽ đi tìm một cái môi trường nào đó mà giúp cho các bạn được phát triển nhiều hơn nữa. Và bất kỳ cái sự thay đổi nào trong tháng năm này nó đều là cái sự thay đổi quan trọng. Nó có thể rằng nó vẫn sẽ có những cái khó khăn ở phía trước, nhưng mà những cái sự khó khăn này nó đem lại cái chìa khóa, nó là những cái mấu chốt quan trọng để các bạn được phát triển đi tới cái hạnh phúc thực sự này của các bạn. Ok, thì mình sẽ thử rút thêm lời khuyên từ vũ trụ nha. Cho các bạn tụ bài số 3 này. Lời khuyên từ vũ trụ. Nếu các bạn đang quá tập trung vào những cái niềm vui phía bên ngoài á, thì các bạn cần phải kéo cái sự tập trung của mình vào chính cái vấn đề nào mà các bạn đang có. Những cái niềm vui đó nó chỉ là những cái thuốc an thần trong cái khoảng thời gian ngắn thôi, và nó không giải quyết được những cái vấn đề mà các bạn đang có. Thành ra là nếu các bạn đang có vấn đề gì thì hãy kéo cái sự tập trung của mình vào chính xác đối mặt với cái vấn đề đó, để xem rằng liệu cái trái tim của bạn nó đang lên tiếng, nó đang muốn nói cái điều gì. Ok, abundance đó, các bạn đang rất là lo lắng về cái vấn đề tài chính của mình, về những cái sự đủ đầy, về công việc tài chính sự nghiệp của bạn. Not the right time. Có thể rằng là nếu các bạn có những cái sự mong cầu nào về vấn đề tài chính sự nghiệp hoặc là về vấn đề hạnh phúc của mình, nhưng mà nó diễn ra không mấy suôn sẻ lắm trong tháng năm này, thì nó chưa phải cái thời điểm đúng. Ok, những cái điều gì mà nó chưa xảy ra thì nó không có nghĩa rằng nó chắc chắn mãi mãi nó sẽ không bao giờ xảy ra với các bạn cả. Thành ra những cái điều gì mà nó chưa xảy ra thì chứng tỏ rằng
nó chưa phải thời gian thích hợp để nó bung tỏa, nó để nó bung lụa, để nó đạt được cái đỉnh điểm, một cái sự đủ đầy, một cái điều gì đó gọi là sự mãn nguyện đối với các bạn. Và cái thời điểm này các bạn cần phải tập trung nâng cấp bản thân mình nhiều hơn, ok? Và đừng quá tập trung vào cái outcome, vào cái vào cái kết quả của bất kỳ một cái vấn đề nào, là sẽ tới nó sẽ như thế nào, nó có như mình mong muốn hay không, mà các bạn hãy tập trung vào cái trái tim của bạn là cái đầu tiên này, tập trung vào cái kiến thức của bạn là cái thứ hai này, tập trung nâng cao được cái nhận thức của mình lên. Một số bạn ở đây nữa, mình thấy một cái trường hợp nữa, đó chính là các bạn cảm thấy cực kỳ bực mình, tức tối với những cái điều gì mà các bạn đang có. Các bạn không cảm thấy hài lòng, các bạn không cảm thấy hạnh phúc, các bạn không cảm thấy gọi là trân trọng với những cái điều gì mà các bạn đang có. Cho nên là có một số nhánh khác thì trong các bạn tụ bài số 3 này, các bạn sẽ nhảy việc liên tục để đi tìm cái môi trường nào, hoặc là để đi tìm cái nơi nào mà nó khiến cho mình cảm thấy được hài lòng nhất ạ. Thì quay trở lại cái lời khuyên như mình đã nói, là chính là hãy tập trung để nâng cấp bản thân mình nhiều hơn. Nếu các bạn vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái điều gì mà các bạn cảm thấy rằng mình xứng đáng có thể nhận được, thì hãy xem được rằng hãy hãy xem rằng là các bạn có cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy với những gì các bạn đang có hay không. Bởi vì nếu mà cái cảm giác đủ đầy, cái sự hạnh phúc này của bạn ạ, nó bị dẫm ở phía bên trong, thì mình nghĩ rằng dù các bạn có được cái mà các bạn muốn có thì nó chưa chắc nó đã lấp đầy được cái khoảng khoảng cái khoảng trống bên trong các bạn. Listen to your intuition, hãy lắng nghe cái trực giác của bạn đang mách bảo điều gì ở đây. Trực giác của bạn ở đây là chính là trái tim của bạn, xem rằng là sâu bên trong nó đang muốn nhắc nhở các bạn điều gì, sâu bên trong các bạn có đang cảm thấy trống rỗng hay không. The situation will improve. Nếu các bạn đang có bất kỳ cái vấn đề gì thì các bạn đừng quá lo lắng bởi vì cái vấn đề này nó sẽ được cải thiện, nhưng chưa phải bây giờ, nhưng chưa phải là trong tháng 5 này, ok? Mà trong tháng 5 này là cái khoảng thời gian remain positive. Khoảng thời gian tháng 5 này là khoảng thời gian mà các bạn cần phải lấy lại cái năng lượng tích cực của bản thân mình, đừng quá bi quan vào những cái điều gì mà các bạn đang có. Có thể là những cái khó khăn nào mà các bạn đang có, nó là một cái những cái khó khăn mà nó rất là lớn mình có thể nói là như vậy, nó sẽ là những cái khó khăn mà nó thử thách các bạn để vượt qua chính bản thân mình. Nhưng mà các bạn sẽ làm được thôi, các bạn sẽ làm được nếu các bạn lắng nghe trái tim của bạn đang nói điều gì, lắng nghe xem cái trực giác của bạn đang nói về cái điều gì, và quan trọng hơn hết á, đó chính là cái hạnh phúc của bạn. Ok, đó là những cái thông tin mà mình có thể dành cho bạn ở tụ bài số 3 này. Mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo của mình nha. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu chuyện nào mà liên kết với những cái thông tin mình có ở đây thì hãy kể cho mình biết ở phía bên dưới. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn.